Thưa quý vị, giúp đỡ người già, trẻ nhỏ đói khát, lang thang trên đường là việc mà ai trong chúng ta cũng nên làm. Tuy nhiên, quý vị cũng cần hết sức cảnh giác bởi đôi khi kẻ gian lợi dụng lòng tốt để đưa chúng ta vào những cạm bẫy đã giăng sẵn. Câu chuyện ngày hôm nay mà ban biên tập muốn gửi tới quý vị là một ví dụ điển hình cho trường hợp vừa nêu. Lòng tốt của nạn nhân trong câu chuyện đã bị lợi dụng để phục vụ cho ý đồ chiếm đoạt tài sản của những tên lừa đảo. Thủ đoạn và chiêu trò của bọn chúng ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi tình huống ngay sau đây. Vụ việc lừa đảo đã xảy ra nhiều tháng qua rồi, mà tôi vẫn còn nhớ như in, không bao giờ quên được. Chuyện là tối hôm đó, tôi có cái tiệc cưới nên đi về nhà hơi trễ. Lúc đó hình như là 9 giờ mấy tối. Trước khi vào nhà thì tôi phải chạy ngang qua một con đường khá là vắng. Vì trời tối, thiếu đèn đường nên tôi chạy chậm lắm. Vừa quẹo hẻm á thì tôi thấy có một đứa bé ngồi chơ vơ ở lề đường. Chú ơi cứu con với, chú ơi cứu con với. Tôi thấy đứa bé mà giật mình. Bởi vì trời tối như vậy á, không biết ba mẹ rồi người nhà của nó đâu mà lại để nó ngột mình như vậy. Tôi thấy thương vì đứa bé ngồi giữa đêm khuya thế này thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Và nếu như chẳng may á, gặp phải những người mà lái xe ẩu á, thì sẽ gây tai nạn. Nên tôi cẩn thận rút chìa khóa, khóa cổ xe cẩn thận rồi mới đi hỏi han bé. Ủa có chuyện gì vậy con? Ba mẹ con đâu mà sao con ở đây có một mình vậy? Tôi tiến lại gần bé ân cần hỏi han thì thấy bé không sao hết. Tôi cố hỏi han là ba mẹ bé đâu, nhà bé ở đâu thì tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu. Lúc ấy tôi nhìn xung quanh thì không có ai hết. Tôi vừa tính dìu bé lên rồi chở bé đến công an phường thì có chiếc xe máy chạy ập tới. Không có ai. Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Ở đằng kia, anh nhìn gái đâu mày? Từ từ. Mọi chuyện lúc đó xảy ra nhanh lắm, khiến tôi mất kiểm soát, không biết phải giải quyết như thế nào. Người thanh niên tự xưng là cha của đứa bé lao vào tấn công tôi tới tấp, rồi nói tôi có ý định là bắt cóc con của anh ta. Thấy mình bị hiểu lầm nên tôi cố gắng giải thích, rồi vừa phải đỡ những cái cú đạp, cú đấm, cú đá của anh ta, khiến tôi quên mất chiếc xe của mình luôn. Đánh tôi một hồi thì người thanh niên đó bỏ chạy cùng với đứa bé và một người phụ nữ nữa. Tôi cũng chỉ kịp nhìn thấy một tên thanh niên khác leo lên xe của tôi chạy. Tôi hốt hoảng kêu cướp và cầu cứu người đi đường. Thì vừa lúc ấy có một người thanh niên chạy tới. Tôi cố giải thích rằng mình bị lừa và trong lòng mong cậu ấy tin những gì tôi nói là thật. Vừa nghe tôi nói xong là cậu ấy tin ngay. Cậu ấy nói rằng những ngày nay á, trên báo có bài đăng vụ việc lừa đảo tương tự như tôi đã gặp. Cậu ấy nhiệt tình chở tôi lên cơ quan công an trình báo. Bên cơ quan công an á, cho tôi biết được chiêu thức dàn cảnh của đối tượng xấu này. Chúng đã lên kế hoạch lôi cả trẻ nhỏ vào cuộc. Ban đầu á, chúng để đứa nhỏ ngồi chơ vơ trước con hẻm tối, rồi đứng núp ở đó chờ con mồi là tôi xuất hiện. Những ai chạy ngang vô tình thấy và dừng lại hỏi han hay là cố ý giúp đỡ đứa bé thì sẽ có một nam một nữ chạy xe tới, rồi giả vờ là cha mẹ của đứa bé. Rồi tên thanh niên đó lao vào đánh tôi tới tấp, nói tôi bắt cóc con của họ. Lúc đánh tôi á, tên đó cố tình đánh vào đầu, vào mắt tôi, khiến tôi dùng tay để chống đỡ. Khi ấy á, là sẽ lơ là chiếc xe của mình. Thì một thanh niên khác đi tới bẻ khóa xe và cùng nhau bỏ trốn. Tôi không ngờ lòng tốt của mình lại bị lợi dụng trở thành con mồi của các đối tượng xấu. Sau chuyện này á, tôi sẽ cẩn trọng hơn, sẽ bình tĩnh quan sát mọi thứ, phải giữ khoảng cách không quá xa với tài sản của mình. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình chỉ mong mọi người cảnh giác để tránh mất mát tài sản, chứ không phải chia sẻ để mọi người gặp phải những trường hợp tương tự như tôi mà ngại không giúp đỡ. Nếu có gì bất thường thì chúng ta nên nhờ cơ quan chính quyền can thiệp, chứ đừng có tự ý giải quyết một mình như vậy.